Sáng 21 tháng 6, theo nguồn tin của phóng viên Lao động, căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra trên địa bàn huyện Kiến Sương, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, thực hiện khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với ông Đỗ Xuân Khu, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân huyện Kiến Sương và bà Ngô Thị Bích Liên, trưởng phòng tài nguyên môi trường huyện Kiến Sương để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 3, điều 356 Bộ luật hình sự liên quan đến vụ án La Điền. Ngày 21 tháng 6, Tòa án Nhân dân Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Sĩ Tá, 52 tuổi, cựu vụ trưởng vụ tổng hợp, Ủy ban dân tộc về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên quan đến hành vi chiếm đoạt 80 tỷ đồng của Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh, ông Đỗ Anh Dũng. Sau thời gian xét hỏi công khai tại tòa, hội đồng xét xử nhận thấy, để đảm bảo việc xét xử khách quan, toàn diện, cần phải tra hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ một số nội dung. Trong đó, hội đồng xét xử thấy rằng cần xem xét về hành vi của bị cáo Nguyễn Sĩ Tá, đồng thời làm rõ số tiền ông Đỗ Anh Dũng chuyển cho Tá là tiền của ông Dũng hay của công ty Tân Hoàng Minh. Bộ Chính trị đã thống nhất với phương án chưa thực hiện trả lương theo vị trí việc làm, thay vào đó sẽ tăng lương cơ sở hơn 30%, lên 2.340.000 đồng từ mùng 1 tháng 7 năm 2024. Theo quy định tại Điều 2 Nghị định 24/2023/NĐ-CP, thì 9 đối tượng sau đang áp dụng lương cơ sở để tính mức lương, gồm cán bộ công chức từ trung ương đến cấp huyện, cán bộ công chức cấp xã, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập, người làm các công việc theo chế độ hợp đồng lao động, quy định tại Nghị định 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập. Người làm công việc trong chỉ tiêu biên chế tại các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động theo quy định tại Nghị định 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng và lao động hợp đồng thuộc Quân đội Nhân dân Việt Nam. Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc Công an Nhân dân. Người làm công việc trong tổ chức cơ yếu, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố. Giữa lúc tin đồn lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, trưa 21 tháng 6, Công Vinh đã trực tiếp lên tiếng, làm rõ nghi vấn ly hôn Thủy Tiên. Theo chia sẻ của Công Vinh, hai vợ chồng vẫn đang hạnh phúc và không có chuyện ly hôn. Những thông tin được đăng tải trên mạng xã hội gần đây đều không đúng sự thật, vô căn cứ, ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình cựu tiền đạo sinh năm 1985.